Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, đang quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai từ khi ra cái con Tsunade rồi. Đấy, thì anh em cũng đã có xả cuộn nhiều cũng có, ít cũng có. Nhân phẩm cùi như mình cũng có và nhân phẩm là đỉnh cũng có nữa anh em. Đó, nói chung cũng rất là ảo. Thì nói chung đánh giá của mình á, về cái con này gọi là khá là ok anh em. Khá là ok, nó khá là hợp với lại meta đấy. Thì vẫn sẽ ráng cố gắng build em nó lên mạnh mạnh một tí để mà test cho anh em coi. Thì ngày hôm nay vẫn sẽ xả 400 cuộn để cho xong cái vòng quay đặc biệt nha anh em. Đây, ngày hôm qua là mình đã quay tới vòng thứ 3, thứ 4 rồi anh em. Đó, ngày hôm nay thì vẫn sẽ xả tiếp ha, để lấy 2 copy. Và trong quá trình quay thì hy vọng nó sẽ nổ tầm có chừng 2 hoặc 3 con anh em ơi, chứ ngày hôm qua 20 quế đầu nó nổ một con à. Mà 380 quế sau nó không nổ một con nào. Trời ơi trời, không biết là có ai như mình hay không nữa. Rồi ok nha anh em, thì nói về cái event web đi anh em ơi, thì mình cũng đang lưỡng lự là có nên nạp nữa hay không. Bởi vì cái event web á, đang có flash sale 11 tháng 11 á, khá là ngon anh em. Nhưng mà để coi như thế nào đã, nếu mà có nạp hay không thì mình sẽ thông báo cho anh em ha. Rồi ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ vào ăn code đi anh em ơi. Đây, code này code like ngày hôm qua đó anh em. Chà, code này nó không có cuộn đặc biệt anh em. Nhưng mà được cái là nó thêm có thêm chắc ra đại hỏa với lại su siêu cấp rồi cũng ngon. Đây nè, 500 Rio nè. Rồi cái code này có tên là Công Chúa Ốc Sơn anh em, Công Chúa Ốc Sơn. Đó, đây là nguyên cái code nè. Bạn Yuki Fit cũng đã nhắc nhở mình gửi cho mình nguyên cái code luôn. Đó, không khá là ok. Đấy, anh em nhớ ăn nha, ăn cái code này nha. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục là vào chiêu mộ đi em ơi. Vào chiêu mộ đặc biệt đi. Trước khi chiêu mộ để mình nhận quà đã, dạng như là tạo cái đồ chết cho cái ạc á nè, để cho ra cho nó nhiều. Ok, sẽ quất tiếp 400 vé bên hệ thổ anh em. Hy vọng nó sẽ ra tầm có chừng 1 đến 2 con thôi là mừng rồi. Ây chà, 10 vé đầu không thấy gì cả. Giờ người ta lên tới Unagato nè, giờ người ta lên tới E4, E5 hết rồi. Giờ mình mới lọt tọt rồi mới có 9 sao. Nhưng mà không sao anh em, cứ từ từ thôi, chả sao cả. Nó ra mấy con tướng cái đét khác nhiều thế nhờ. Ra đét khác nhiều ghê luôn á anh em, nhưng mà đợi tới con Tsunade ra thì lại không thấy. Ngày hôm nay quay thì cảm giác của mình nó cũng không khá hơn ngày hôm qua anh em ơi. Không biết có ra hay không, trừ khi mà vài vé đầu nó ra thì lại mừng. Hay chà đời, Nagato riết SS khác không anh em. Tà mấy con SS khác không à. Khó ra thế nhờ. Lẽ giờ qua hệ khác quay là lại đe ra nữa nè anh em. Nó ra tại đét khác không, khó chơi lắm. 400 cuộn này không biết là kiếm được một con chưa nữa đó anh em. Nhiều ông than 400 cuộn vẫn chưa ra luôn á. Chết tôi rồi, sao lại không ra luôn ta. Hay chà, đó lại Nagato nữa anh em. Liên hồi, nãy giờ chắc 100 mấy cuộn rồi. 130 rồi anh em, phải trưởng nha. Khó khăn vừa thôi mấy bạn ơi. Khó khăn vừa thôi, qua bên đại tinh gia quay mồi một cái coi. Nhiều khi bên này nó nổ thiệt á. Rồi, cùi bắp rồi đó nè, qua bên này quay lại nha. Cho một con đi ạ. Mới đầu game nó vậy thôi anh em, sau này copy nó ê hề ra. Bởi vì qua tuần sau là nó sẽ vào trong cái cuộn ngẫu nhiên. Rồi có thêm cả thông thạo nữa. Nên là E5 thì là cái vấn đề thời gian thôi nè. Vấn đề thời gian thôi. Cái gì vậy trời? What the hell? Nguyên một vàng 3 sao không kìa. Zetsu một con. Ôi Nagato, rồi. Ra tàn là SS gì đâu không à anh em. Thì cái pha này thì làm sao mà ra được Tsunade đây không biết nữa à. Thiệt tình luôn á. Khó thật sự ta. Tiếp tục. Cố lên. Chắc là mình 200 cuộn rồi đó anh em. Chắc là 200 cuộn rồi đó. Hay chà, thiếu thốn cuộn lắm luôn á nha. Mà còn chơi không ra tướng nữa chứ.
gara để ngủ à, đâu có cần đâu ta. Gara thường nữa chứ. Trời ơi, ra hai lần con gara luôn em. Cũng là bãi nhưng mà lạ lắm anh em. Cũng là bãi, Yesu. Oh man. Cho thêm con thì rồi xong mình. Cái cảm giác của mình y chang luôn em. Mình cái mình đã vượt qua mốc 200 rồi đó anh em. Đã vượt qua mốc 200 rồi đó, đây ra ra nữa nè. Hay chà, căng thế nhờ. Food cũng nhiều cũng được. Một con nữa đi. Gara. Sao lại ra gara nhờ? Ôi chà. 101 nhát nữa anh em, nó mà không ra nữa chắc cũng chả biết nói sao. Ra đây huyết tế bớt anh em ơi, luyện da bớt. Khổ ghê luôn á, tại sao nó lại không ra nha. Đi hết gần 300 cuộn anh em. Gần hết 300 cuộn rồi đó mà không ra ha. Ra một con thôi cũng được anh em, 400 cuộn. Trời ơi trời. Dạo này mình thấy cái tỷ lệ quay tướng mới ra nó tèo sao anh em. Tướng mới ra nó bóp thôi rồi luôn á. Còn mà khi mà nó đã, cái con tướng mới nó đã cũ rồi đó anh em, thì nó sẽ rất là dễ ra. Ví dụ như con gara để ngủ kìa. Đây, cuối cùng cũng ra anh em ơi. Quá phê. Tiếp chứ, sao mà đỡ được, đúng không? Ra rồi thì chúng ta ra, chúng ta luyện ninja hay là huyết tế bớt anh em. Đó, mình thấy cái cách này cũng khá là hay. Mới vừa ra bấm bấm mấy cái thôi vô 20-30 cuộn thôi là đã ra một con rồi, tuyệt vời. Nhiều thực sự. Quay hôm qua đến giờ gần 800 nhát. Toàn là phút 3 sao không. Mỏi tay luôn á anh em. Rồi ok, vô quay tiếp đi, mấy cái này mình làm sau nè. Mình sẽ hậu cần sau để coi bao nhiêu nhát rồi ha. Còn 80 nhát nữa nha anh em, 80 nhát nữa thôi, hy vọng sẽ ra một con hoặc là hai con nữa. Nhưng mà thôi khó lắm Karin nè. Khó lắm anh em ơi, bởi vì nó mới quăng cho mình một con rồi. Nhưng mà ai biết chừng đúng không, gara nè. Bà già Chizo. Ba con Food Head. Lát luôn à. Quay mà lát luôn kìa anh em. Phải trưởng cơ. Ôi ôi, cứ tưởng là bà ấy, bà kia kìa. Bà mà có cái băng chán ấy. Khổ ghê luôn á Karin. Chắc là xong rồi đó anh em. Khổ ghê á, chưa được đúng con một. À còn 20 nhát nữa. Hy vọng 20 nhát này sẽ ra thêm con nữa nha anh em. Đang có cái event dạng như là gì ta? Event này, event đua top chiêu đặc biệt anh em. Rồi ok, xong 800 cuộn. Được hai con anh em, y chang như là cái con tướng vừa rồi ra KG. Y chang luôn. Nhận nè. Ok, này là móc anh em, quà móc nha. Ai chà, con ra KG hồi đợt mình chiêu thì cũng 800 cuộn được hai con anh em, đợt này 800 cuộn cũng được hai con luôn. Nói chung có là mừng rồi, đỡ hơn không có anh em ơi. Sợ thực sự ấy. Ok, tiếp tục thức tỉnh cho em ấy ha anh em. Rồi, Karin. Ok, 10 sao ạ. Ơi 10 E1 mới lên được cái này, quên. Rồi bây giờ hai con ở trong kia, một con 10 sao đủ rồi nè, đủ nha. Kiểu này thì đủ đấy. Trong túi mình còn mảnh chưa bung nè, còn hai mảnh đó nè, đây. Đấy, ok lên được E1 anh em, sự kiện nào cũng vậy. Sự kiện nào cũng build lên được E1 cả. Một con 10 sao, ba con 6 sao rồi. Ok. E1 nha anh em. Còn lên E2 thì chắc đợi tuần sau rồi. Cỡ này là chơi ok rồi. Chắc chắn sẽ lấy máu cho hẻm rồi anh em. Mới vô thì máu 3.4 à. Chung cũng được. Nâng thêm máu cho em nó luôn cũng được ha anh em. Nâng lên 100 máu đi cho đỡ chết. Chết tôi rồi. Level không đủ. Cho thêm công luôn anh em. Bởi vì con này nó đánh theo phần trăm công mà. Đánh cũng đau lắm đấy, đừng giỡn nha. Chúng ta có thể build đánh boss luôn nha anh em. À con này có tiên thuật nữa nha anh em. Mấy con tướng mới hiện giờ con nào cũng có tiên thuật hết trơn á.
luyện ninja. À, mình sẽ đổi một bộ Kage cho cái con tướng mới nha anh em. Đổi bộ Kage cho tướng mới. Đâu rồi ta? Trang bị Kage nè. Để mình lột đồ ra đã. Để mình lột đồ ra đã. Chưa có đủ đồ rồi. Đây. Gỡ trang bị nè. Rồi ok. Vô trong kia đổi một bộ sport đi anh em. Sport mình đang có đúng một bộ thôi. Mình đang tính muốn đổi một bộ nữa. Ngày hôm nay thì nó sẽ có tiêu Rio anh em, nên là cứ đổi thoải mái ha. Có tiêu Rio nên là cứ đổi thoải mái. Đây, bộ này bộ của hỗ trợ nè. Ok, 20.000 Rio với lại 100M đồng. Đồng thì giờ nhiều rồi, chủ yếu là tốn Rio thôi. Bay hết 20.000 Rio. Coi coi, Rio rồi tích lũy kinh nghiệm VIP. Này, tích lũy tiêu phí Rio nè anh em, 24.000 ha. Đợt này tiêu 30.000 thì nó trả lại cái ví Naruto cũng khá ngon anh em. 80 củ cao cấp rồi nữa nè. Hay cha, cũng được. Trả được một ít Rio lại anh em, chứ không phải không đâu nha. Đây, cái này là nó đã trả rồi nè. Nó đã trả 10 ví rồi nè anh em. Được hình như là ngàn mấy đó. Rồi ok, gắn cho để ngủ đi. Trang bị nhanh. Con này thì mình thấy rất là thích hợp với lại cái đào xuân luôn anh em. Cần tốc độ nè, cần giảm thương với miệng trống. Cái nộ cũng không cần ha, bởi vì khi mà ai nộ thì cái con Tsunade này nó đã là tự động tăng nộ rồi. Nó đã tự động tăng nộ bởi cái skill này anh em. Bất cứ ai sử dụng nè, trừ bản thân là hồi 25 nộ, 4 đứa nộ thôi nó đầy ống nộ rồi. Đó thì nó sẽ hồi máu cho team rất là gắt luôn. Nên khá là ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi bem nhau đi anh em. Trước khi đi bem nhau thì chắc mình sẽ build con Raikage này lên E5 đi anh em. Bữa giờ quên nó luôn. Bữa giờ quên nó luôn ấy. Để coi coi. Đủ được lên E5 được anh em. Quên mất tiêu con Raikage này luôn á. Cần một copy nữa thôi. Giờ copy thì đầy anh em. Ủa cái gì vậy? Hợp thành một con thôi anh em, cần một con thôi lên E5 thôi. Còn mấy cái tiên thuật từ từ tính sau. Phút ấy thà quà này là hôm bữa đánh boss nè, giờ chưa mở nữa nè anh em. Một rương dùng luôn. Này là túi quà may mắn ha. Hy vọng sẽ ra được mấy con phút 10 sao. Rio không. Trời ơi á. Cái này quà này mới là quà đánh boss nè. Tại gì đâu không anh em, thôi kệ nó đi. Rồi chọn xài 3 con đi anh em, 3 con 10 sao. Để lên rồi ok. Để lên cho con Raikage thôi. 1 2 3 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 nè. Rồi vừa đủ luôn. Ok, lên hẳn tiên thuật luôn ha anh em. Tiến thuật thì từ từ build cũng được, chả sao nè. Để mình thấy nếu mà cần thiết thì mình sẽ build từ từ đã. Rồi ok. Bây giờ đã ổn rồi đó anh em. Bây giờ đi bem nhau thử coi ha. Đánh với lại ông. Ủa ông này cũng build đội hình kỳ cục quá ta. Sad boy hay cười. Mình đang gọi là. Bây giờ gắn cái team chính rồi đi bem nhau luôn đi nè. Đó, bây giờ team nó chỉ cỡ này thôi anh em ơi, bắt buộc là phải bỏ con Raikage xuống đằng sau rồi. Bắt buộc phải bỏ con Raikage xuống đằng trước chứ anh em. Thì gặp con Shisui thì nói chung là hên xui thôi. Còn cái con Tsunade này phải bỏ hàng sau ha anh em, để cho nó được chơi game. Chứ bây giờ em nó chỉ cần đánh thường một cái thôi là team chúng ta sẽ được tăng miệng trống anh em, cũng ngon lắm. Với lại cái tỷ lệ ảo thuật của cái con Shisui dạo này mình thấy nó bị tèo tèo bớt á nè. Nó bị tèo tèo bớt luôn á, rất là ít luôn ấy. Rồi nếu mà có con... Trời đâu thế nhờ. Nếu mà có con Tsunade thì team chúng ta sẽ hưởng được rất là nhiều những cái tầng giảm thương anh em. Nên là team chúng ta sống không tốt lắm. Ôi ôi, gãy sặc bên kia rồi. Cộng thêm khiên của con Raikage nữa anh em. Rồi bơm máu nữa chứ, rất là ngon ha. Mây nè, mây thổi nè, tăng thêm những cái tầng giảm thương nè anh em. Con Raikage nó lên tới 10 tầng giảm thương cũng có nữa nha anh em. Đây 10 tầng luôn nè. Anh em thấy cái tầng giảm thương không anh em? Đây, cái hình dấu cộng nè. Rồi, bơm máu lên nữa thì ối rồi ôi. 12 tầng giảm thương là chính cái con Raikage này nó cũng sẽ cộng giảm thương cho nó nữa em, lên những cái tầng giảm thương rất là cao. Team bây giờ cứng lắm nha anh em. Team bây giờ rất là cứng luôn á, nếu mà có con Tsunade này rất là cứng luôn á. Mà phải đi, mình nghĩ là phải đi kết hợp với lại con
con mê thì đánh nó mới ổn được anh em. Rồi ok, kiếm ông nào được được đánh rồi anh em, đừng buồn nữa nè. Ông nào E5 ấy. Đó, sợ Sisu địch lắm anh em, nhưng mà ấy trời, Sisu địch không không gây được ảo thuật cho bên mình, mà con Sisu bên mình lại gây ảo thuật được cho team địch tới hai con luôn. Trời ơi, bóp một cái chết ba con luôn thì chơi bời gì nữa ta. Cái này là con Itachi của mình là nâng máu nha anh em. Itachi mình nâng máu đấy, nó mà nâng công nữa thì thôi rồi. Thêm cái con Tetsunde này anh em, nó sẽ cộng tóc cho team nữa. Nên là cái tỷ lệ chúng ta bóp trước nó rất là cao anh em, rất là cao. Đấy, tuy là mấy chục nhưng mà mấy chục đó nó quyết định hết tất cả cái gọi là gì ta, quyết định sự sống còn của team á anh em. Mình kiếm vào nào được được đi, cậu bé bán đất luôn hả, giàu dữ vậy. Itachi coi ông nào được được bem thử coi anh em. David Beckham nữa nè. Gì full E5 ốp 22 ngày hả, ông này cũng đi đâu rồi. Gà Đông Tảo này mạnh nè anh em, gà Đông Tảo này mạnh nè, bem ổng thử nha. Để hàng trước, con đang ghê để hàng trước, mình cũng sợ dính ảo. Mới vừa nói xong hai đứa dính luôn, ok. Sẽ là thử thách cho cái team mình khi mà bị dính ảo thuật luôn nha anh em. Má ơi, dính một lần hai con chứ không phải một con nữa anh em. Dính một lần hai con. Đau quá à, đúng rồi, nộ đi. Bơm máu lên chứ anh em. Anh em thấy không, để con đang ghê lên đằng trước rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm luôn. May quá nó chọi không chết mình anh em ơi. Bây giờ đã có khiên đến từ vị trí của Rakage rồi. Itachi chúng ta vẫn còn sống hay không? Mới nộ thì làm sao chết được. Shisui đã gãy rồi. Tetsunade đã vật được cái nộ thứ hai. Team của chúng ta đang hưởng được một cái lợi thế rất là tốt. Đó là nó sẽ bơm máu nè anh em. Và cũng như là phá thủ của địch. À, phá thủ địch nha anh em. Rồi nó có cả gọi là giảm tốc địch, giảm thủ của địch nữa anh em. Con Rakage này đang bị giảm thủ và cũng như là đang bị giảm giảm gì. Ôi cho Tetsunade gãy rồi. Trời ơi đánh kìa, phê thực sự. Ê, tính ra con Rakage nếu mà anh em cho nó theo hướng công á anh em, đánh cũng thấm lắm á. Bởi vì sao anh em, để tí hồi nữa mình cho con Rakage của mình bem thứ cục gà Đông Tảo này tới 220 triệu lực chiến lận anh em. Bởi vì con Tetsunade này, cái con Rakage này anh em, nó sẽ đánh theo phần trăm máu nha anh em, nên nhớ. Đây anh em, 12% giảm thương nè anh em, 5 giờ lượt. Rồi, công kèm theo trực tiếp bằng công là 15% máu tối đa của bản thân. Tối đa 600% công nha anh em, 600% công. Thì máu của bản thân càng cao thì đấm càng đau. Nói chung là để mình coi coi. Tăng cho nó công cũng được anh em. Ui. Ui, nhầm một tí, cho nó công đi anh em. Máu dưới này. Miễn trống thì để coi coi công nè. Máu. Thôi, chơi đường chiến luôn anh em. Này ông rách anh em ơi, thầy rách kích nạp, đây là hàng riêu nha. Đánh ông chắc chắn không lại rồi, trời. Chơi hai con Tetsunade cùng lúc luôn anh em. Đánh thử cho anh em xem luôn, vì biết chắc chắn là mình gãy rồi đó. Nhưng mà cho anh em coi cái meta. Ui dồi ôi, hai con Jiraiya, hai con Tobi, hai con Tetsunade luôn anh em. Ông này cũng chơi vậy như là toàn là cả những cái con trùng trùng nhau không à. Bá đạo vậy. Trời, trời. Mới vô là con sạc của mình gãy luôn anh em. Một cao một. U là trời á. Sao vẫn còn thằng anh đó anh em ơi. Anh nó gánh tim nha. Con Tetsunade bên kia nhìn lực thực sự anh em. Chắc chắn là E5 full tiên thuật rồi. Nó quạt nhẹ cái con Tetsunade bên mình gãy luôn anh em. Thiệt là vải trưởng các bạn ạ. Ôi hồi máu quá cháy một chét luôn nè anh em ơi. Hồi máu ghê quá. Quạt nhẹ cái nè. Ôi đau nha anh em. Cái con Tobi ở bên kia, nó chắc chắn là nó xài cái là Fukasaku anh em ơi. Đánh đầu và cố luôn ấy. Team mình thì bây giờ cái con Tetsunade chết queo rồi. Trời ơi, đã vậy chơi con Sên nữa chứ.
ôi đau ghê ấy. Bố nó hồi máu ghê quá anh em ơi. Anh em có nó hồi máu kìa, đánh hoài không chết luôn. Điện là vãi trưởng. Ôi, gần chết tôi bên kia rồi, hồi nãy mà đánh chết của tôi bên kia là ngon rồi anh em. Chết không? Chết luôn, ngon 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 ngon, kèo này ngon ha, kèo này win đấy. Ây cha, mới vừa nói xong Itachi mình gãy luôn rồi ạ. Nó bị độc đốt đó anh em. Kèo này thua chắc rồi, còn mình con Raiga sao đánh. Đúng là thầy Rách có khác anh em ơi. Thầy Rách kích nạp đánh căng quá. À, ông này cũng mạnh ơi, ông này E4 à. Đạt cày chay 21 giờ ợp dập dữ vậy ta, nhiều ông ợp dữ vậy ta. Nhiều ông ợp ghê thật sự luôn ấy. Bữa giờ mình không có lọc bạn anh em, chắc lên group chiêu mộ thêm một vài gọi là role layer để về đánh cho nó vui. Ok anh em, đánh sơ bộ vậy được rồi. Còn một chút thời gian leo thần thủ đôi anh em. Mỗi ngày mình thử mình leo vài phát thử coi có ok hay không, cũng như là thử luôn cái sức mạnh của Tsunade này thử coi như thế nào. Đây anh em, bây giờ lên E cho nó rồi nè. E1 rồi nè. Đó, bây giờ thử test coi là đội hình đi. Ôi ngon 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 ngon. Pha này không win nữa thì pha nào win anh em. Ảo thuật một lần hai con gai luôn. Đó, cho tụi nó tự đấm nhau thôi anh em, cho nó tự đấm nhau. Cố lên. Họ nó đá nhau là tới tết luôn anh em, nó đá tới nhau nửa cây máu luôn á. Quá xài. Đây nè cu. Đây nữa nè cu, đây ghê, này đấm một đầu lắm nha anh em. Biết vậy mình để cho nó lên hàng trước anh em ơi. Ui. 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 Gần win rồi, gần win rồi. Đó anh em thấy không? Ảo thuật được hai con gai luôn là coi như là dễ win lắm. Ok, tới tầng sau mới căng nè. Tầng này mới căng nè anh em ơi. Cậu lên, cậu lên. Tầng này thì ơi, choáng được cái con gai đó chết cha. Nó tự nó hóa giải rồi. Rồi xong, sặc tôi. Khó khăn lắm mới win được tầng 1, qua tầng 2 gặp thêm gai lẫn con Zilaya nữa nè em, đã dạy thêm thằng gọi là cái gì ta, ăn ké. Thêm thằng ăn ké là Naruto nữa, trời ra game Shuriken chịu không nổi. Ây da, thôi thua. Thua rồi em ơi. Hên hên mới ăn được trận. Ôi, trận này win nữa là cái chắc luôn rồi. Khi mà con Tsunade này nó đánh anh em thì nó sẽ cộng công cho kẻ địch ít máu ớt. Tướng ít máu nhất phe ta ha anh em. Để cho có cơ hội lật kèo ấy. Đúng rồi, hai con gai đá nhau đi em là coi như là dễ win lắm. Hồi máu. Ôi bên kia win một đùi dính độc cho anh em, với lại đóng băng hóa đá rồi choáng tum lum hết kìa. Thôi xong. Thôi xong, may quá Itachi bật khiên rồi, hút máu lại anh ơi. Cái đó là nhờ con Tsunade búp những cái tầng giảm sát thương đó anh em, chứ không là cũng hẹo sớm luôn rồi đó. Hai con gai kia bị hết bị ảo thuật rồi. Nhưng mà vẫn đá đâu có gãy nổi con Shisui đâu anh em, Shisui đang có khiên mà. Úi xời. Dạo này win dễ rồi, có con Tsunade win dễ rồi anh em, nhưng mà cái team 2 của mình nó đang bị yếu. Team 2 của mình đang bị yếu hả anh em? Ồ, ớn lạnh chưa? Team 2 mình thì nó đang bị yếu rồi, có mỗi mình con sặc đánh thôi, còn bao nhiêu à? Tàn là đi đánh chơi chơi không anh em? Danzo với lại con Gara dạo này choáng với lại hóa đá chán quá à, anh em coi kìa. Đó, đó, không hóa đá không chán được một đứa nào luôn. Ui. Một tán một chết tôi. Một tán một chắn cái máu tụi kia luôn anh em. Ai da, cái này phải chắc phải cần một con chắc là phải build thêm một con Rakage lên nữa quá. Chắc là phải build thêm một con Rakage lên nữa anh em, để cho nó búp cho team để đánh đội hình 2, chứ không có Rakage đánh khổ quá. Rồi ok anh em, cũng đã test được cái thứ xong xuôi rồi ha, nói chung là ok đó anh em. Đó, mình sẽ ráng cố gắng lên E tiếp cho nó để mà test tiếp cho anh em coi. Anh em có hay một like share giỏi kênh cho anh em rất nhiều nha.